Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Trần Dung, người vợ kém 12 tuổi và 4 người con kín tiếng của diễn viên Võ Hoài Nam, vua bãi giác. Mặc dù hai bên gia đình phản đối, Võ Hoài Nam và nghệ sĩ múa kém 12 tuổi vẫn chung sống 3 năm sau khi chị có bầu mới tổ chức cưới, 4 đứa trẻ đã lần lượt ra đời. Võ Hoài Nam từng được coi là một trong những tài tử hàng đầu của điện ảnh phía Bắc. Ngay trong lần đầu tiên chạm gõ điện ảnh, anh đã được đạo diễn Hà Sơn mời vào vai chính trong bộ phim nhựa Truyền thuyết tình yêu thần nước. Liên tiếp các năm sau đó, nam diễn viên đã tham gia vào hàng loạt phim của các đạo diễn nổi tiếng như Lưu Trọng Ninh, Trần Phương, Đặng Nhật Minh. Đặc biệt, với vai chính trong bộ phim Vua Bại Giác, Võ Hoài Nam đã giành được giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan, Hàn Quốc. Còn khán giả truyền hình thì biết tới nhiều nhất và yêu quý anh qua vai diễn trong bộ phim Cảnh sát hình sự. Khi mà sự nghiệp đang trên đà phát triển, Võ Hoài Nam đã kết hôn với nghệ sĩ múa Lan Anh. Hai người đã quen nhau khi mà đóng chung một show quảng cáo. Khi họ quyết định đến với nhau, gia đình hai bên đều ra sức phản đối, nhưng Võ Hoài Nam và Lan Anh vẫn quyết định sống chung với nhau. 3 năm sau đó, khi mà chị Lan Anh mang thai con trai đầu lòng, đám cưới của họ mới được tổ chức trong sự chúc mừng của cả hai gia đình. Suốt thời gian dài sau đó, Võ Hoài Nam không còn mặn mà với nghệ thuật, anh cùng với vợ tập trung vào công việc kinh doanh, chăm sóc các con. Hiện tại, cặp đôi có 4 người con, gồm 1 trai, 3 gái. Con gái thứ hai của nam diễn viên là Hoài Anh đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hoài Anh được biết tới bởi nhan sắc đẹp, phong cách thời trang cá tính hiện đại. Trong một chương trình truyền hình, Võ Hoài Nam đã tâm sự. Anh từng có tuổi thơ dữ dội trước khi nổi tiếng. Nam diễn viên đã tự nhận mình là một sản phẩm ngoài mong đợi của bố mẹ. Khi mà anh còn rất nhỏ thì bố mẹ đã chia tay. Võ Hoài Nam ở với bố và mẹ kế. Người này không có nhiều tình thương dành cho anh nên giữa họ thường xảy ra những mâu thuẫn căng thẳng. Chính vì phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm nên Võ Hoài Nam rất yêu thương và trân trọng gia đình nhỏ bé của mình. Cũng trong chương trình trên, chị Lan Anh đã từng tâm sự. Võ Hoài Nam là người đàn ông rất kỳ lạ, ngay cả ngôi nhà mà cả gia đình đang sống, anh cũng để vợ đứng tên sổ đỏ, nhiều lúc chỉ trêu chồng. Nếu sau này có chuyện không hay xảy ra, anh không sợ cảnh phải đứng đường à. Những lúc đó, ngôi sao phim Vũ Bài Giác, chị thùng thẳng đáp, lúc đó người con chẳng cần thì cần gì nhà. Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, mới đây Võ Hoài Nam đã tái xuất trong bộ phim truyền hình Hương Vị Tình Thân. Anh vào vai ông Sinh, người đàn ông mồ côi, bị dòng đời xô đẩy nên đi vào con đường giang hồ. Vợ mất khi sinh con, một mình ông Sinh đã nuôi con gái đến năm 2 tuổi. Sau đó, ông vô tình trở thành kẻ giết người, chịu án tù hơn 20 năm. Con gái của ông được gửi cho người em kết nghĩa nuôi. Dù phim mới chỉ chiếu được ít tập, nhưng diễn xuất của Võ Hoài Nam đã chinh phục được rất nhiều khán giả xem truyền hình. Trong một chương trình giao lưu mới đây, Võ Hoài Nam đã có những chia sẻ bù đắp cho vợ và 4 người con. Bà xã bỏ nghiệp múa để lấy chồng, diễn viên Võ Hoài Nam đã bù đắp cho cô bằng 4 người con và cuộc sống hạnh phúc. Gặp gỡ Võ Hoài Nam trong sự kiện 60 năm hãng phim truyện Việt Nam, diễn viên nổi tiếng một thời bụi bặm với trang phục quần jean và chiếc mũ lụp xụp không còn đi diễn chiến của cảnh sát hình sự ở nhà chăm con, quán xuyến gia đình và kinh doanh quán nhậu. Là một nghệ sĩ, tại sao anh lại chọn mở quán nhậu để chuyển hướng kinh doanh, trong khi đó là loại hình dịch vụ phức tạp? Nếu suy nghĩ thấu đáo thì quán nhậu chính là trường đại học về điện ảnh. Ở đó tập trung vô số đối tượng thuộc nhiều tầng lớp từ lưu manh đến dân trí thức. Tôi ví quán nhậu như thế giới thu nhỏ mà ở đó thì người ta sống rất thật. Từ xã hội văn minh ấy có thể tích lũy thêm hiểu biết, cách cân đong đo đếm từng mối quan hệ. Nhiều góc khuất được hé mở qua những câu chuyện trên bàn nhậu. Tôi học được những thứ mà không một trường lớp nào đào tạo. Một trường quán xá phức tạp nhưng cũng thú vị lắm. Chẳng phải đi đâu mà vẫn biết ngoài kia người ta nghĩ gì, làm gì. Anh quyết định mở quán nhậu từ khi nào? Lúc vợ tôi mang bầu đứa con đầu tiên, tôi bắt đầu có suy nghĩ không thể bám vào nghệ thuật mà sống. Lúc đó đi đóng phim làm gì có tiền. Tôi tham gia cảnh sát hình sự trong 2 năm tự lái xe đi quay cắt xê 39 triệu. Cho ngần ấy thời gian chẳng đủ tiền đổ xăng và ăn sáng.
việc kinh doanh mang đến cho gia đình anh cuộc sống thế nào. Một cuộc sống vừa đủ, nghĩa là đủ ăn, đủ tiêu, đủ mua bỉm sữa cho các con và có khoản nhỏ để dành tiết kiệm. Tôi không phải người đam mê tiền bạc, tôi chỉ hướng tới một cuộc đời ổn định. Vợ anh có cùng quan điểm này với chồng. Phụ nữ thì hơi khác một tí, nhưng sống trong hoàn cảnh ấy và với người chồng như vậy thì lâu ngày cũng thay đổi. Cô ấy giờ vui vẻ với con cái, không cần gì nhiều. Khoảng cách 12 tuổi ảnh hưởng ra sao tới cuộc hôn nhân của vợ chồng anh? Chẳng có rào cản gì, vì tôi đôi khi như trẻ con, tôi hay còn làm mình trẻ trung như thể bằng tuổi, thậm chí kém tuổi vợ. Đó là khi chị có hai đứa con trong cuộc sống, tôi vẫn cứng cáp để sắm trọn vai cho trụ cột trong gia đình. Tôi không thể trẻ con lúc là ông chủ quán nhậu được. Anh trẻ con bên vợ, còn chị ấy thể hiện thế nào? Vợ tôi là người phụ nữ biết hy sinh. Cô ấy thay đổi rất nhiều để thích nghi với cuộc sống bên người chồng nóng tính. Những hy sinh đó là gì? Bước vào cuộc hôn nhân với tôi là một sự hy sinh. Chúng tôi có 3 năm sống chung trước khi kết hôn và lúc chính thức đến với nhau thì cô ấy phải giã từ sự nghiệp múa. Vợ tôi sinh ra ở Hòa Bình, sau nhiều năm khổ luyện mới có chân trong đoàn kịch Công an Nhân dân ở Hà Nội. Sự nghiệp ấy là niềm khát khao của gia đình chứ không riêng bản thân cô ấy. Nhưng khi đứng trước cơ hội được biên chế lon thiếu úy, cô ấy đã dừng lại để đảm nhiệm vai trò làm vợ làm mẹ. Những người trong nghề mới hiểu hành trình phấn đấu gian nan cỡ nào, vậy mà cô ấy đã chọn tôi, chọn cuộc sống gia đình, sự hy sinh đó xứng đáng được bù đắp. Hiểu được niềm đam mê nghệ thuật của vợ, tại sao anh không ủng hộ bà xã tiếp tuổi theo đuổi con đường ước mơ thay vì dừng lại ở nhà làm nội trợ? Tôi hiểu đam mê của cô ấy bởi nó chẳng khác gì đam mê của tôi, nhưng trong nhà có hai người làm nghệ thuật thì tiềm ẩn khả năng tan vỡ. Vì đặc thù công việc bận rộn, tôi ở hạng phim, cô ấy ở đoàn kịch, giờ giấc không trùng khớp, rồi hai người thay nhau đi công tác thì mâu thuẫn là chuyện sớm muộn. Đành phải có một người dồn đam mê cho người kia và cô ấy chấp nhận dừng lại. Mất bao lâu để vợ anh đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp? Chúng tôi có những cuộc trao đổi thẳng thắn, tôi phân tích cho cô ấy về việc phụ nữ có gia đình thì nên dừng công việc nghệ thuật. Sự thật là nghề múa không phải con đường dài. May mắn vợ tôi nghe ít hiểu nhiều, cảm nhận được những điều tôi nói. Dù có 3 năm chung sống, nhưng khi quyết định tiến tới hôn nhân thì vẫn cần phải thảo luận và làm rõ mọi quan điểm. Anh nói sự nghiệp múa không phải chỉ là khao khát của bà xã mà được cả gia đình chị ấy kỳ vọng. Vậy người thân phản ứng ra sao lúc vợ anh quyết định bỏ việc để lấy chồng? Tất nhiên thì mọi người rất lo lắng vì lúc đó chúng tôi chưa có gì rõ ràng. 3 năm ở với nhau, không đám cưới cũng chưa sinh con. Nhưng gia đình chỉ nêu ý kiến với vợ chứ không bày tỏ quan điểm trước mặt tôi. Thú thực, tôi là người cục tính, nếu làm quá thì có khi ông bà mất con. Anh làm gì để bù đắp những hy sinh của vợ? Tôi bù đắp 4 đứa con đấy thôi. Nếu người ta không yêu thương nhau, người ta chỉ sinh 1 hoặc cùng lắm là 2 đứa. Đây thì hết đứa thứ 2 lại toi đứa thứ 3, rồi đến đứa thứ 4 chào đời trong hạnh phúc. Tôi không chiều vợ và tôi làm tròn bổn phận. Tôi không biết mua hoa tặng quà, nhưng những dịp lễ thì sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ gia đình. Bà xã của anh cảm thấy sao về cuộc sống hiện tại? Cô ấy hài lòng, càng ngày cô ấy càng không thể thấy tiếc ánh hào quang nữa. Vì nhìn thấy bạn bè đi diễn mãi cũng không được biên chế. Những đêm công tác xa được diễn cát xê vài trăm nghìn đồng hay kết hôn rồi bỏ chồng. Càng ở với tôi, cô ấy càng thấy quyết định năm xưa là đúng đắn. Cuộc sống gia đình đông con có gì đặc biệt? Có lúc vui và có những lúc đau đầu, nhưng hạnh phúc nhiều hơn. Tôi thích 6 đứa con, nhưng vì bà xã trải qua 3 lần sinh mổ nên 4 đứa là phải dừng lại. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.